Giám sát viên Cindy Chavez của quận Hạt hứa xây trung tâm phục vụ cộng đồng Việt Mỹ và đã giữ lời. Đây là trung tâm phục vụ đầu tiên lớn nhất Hoa Kỳ. Không những vậy, bà đã giữ cho chúng ta được an toàn trong cơn đại dịch với các địa điểm xét nghiệm và thuốc tiêm ngừa. Bà đã tranh đấu cho chúng ta có được nhà cửa với giá cả phải chăng và công việc có lương cao. Cindy Chavez là đồng minh đích thực của chúng ta, đã luôn đề cao di sản văn hóa. Hãy bầu cho Cindy Chavez vào chức vụ thị trưởng, người đã luôn tranh đấu cho chúng ta. Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị. Và như thường lệ, giờ này Nguyễn Xuân Nam và cô Kỷ gặp nhau trong chương trình rất là dễ thương. Little Sài Gòn, cái gì lạ không em? Little Sài Gòn và Ngô Kỷ, thêm Ngô Kỷ, có gì lạ không em? Vâng, Ngô Kỷ, trước hết chào anh Nguyễn Xuân Nam và chào khán giả của bản đài. Kính chào quý đồng hương tại Bắc Cali. Một tuần qua rất là mau và hôm nay anh em chúng tôi trở lại chương trình và chia sẻ quý vị một số tin tức cho anh. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay thì quý vị sẽ nghe chuyện Hồ Cẩm Đào với Tập Cận Bình. Nhiều chuyện thú vị, thưa quý vị. Và câu chuyện này có ảnh hưởng đến cái những nhân vật đang gây đình đám tại Sài Gòn hay không? Trong đó giới tài phiệt, giới nghệ sĩ dính líu trong vụ này hay không, thưa quý vị? Chuyện lớn đang xảy ra tại Sài Gòn, chuyện lớn đang xảy ra tại Hồng Kông, chuyện lớn đang xảy ra tại Trung Cộng và những phe nhóm tài phiệt như thế nào, chuyện nhỏ nhưng mà không nhỏ trên toàn thế giới. Thì chúng tôi sẽ tường trình như quý vị đã hứa quý vị trong giữa chương trình này. Để đầu tiên chúng tôi nhường sân cho siêu huynh tôi Ngô Kỷ đá trước, xong tôi mới vô giữa chương trình. Thì không biết anh mở đầu chương trình tại Little Sài Gòn có gì lạ không em? Vâng, thì thưa quý vị, thì trước khi Nam nói chuyện thế giới thì như ai quý vị biết thì có tin ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang đi qua Trung Cộng này nọ đó, thì sau cái chuyện mà Hồ Cẩm Đào này nọ thì lát nữa anh Nam sẽ chia sẻ quý vị. Thì ở Bosa thì vẫn vấn đề bầu cử nó vẫn là cái đề tài nóng hổi, nóng sốt tại đây, tại vì cộng đồng chúng ta, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên mà các ứng cử viên Việt Nam ra tranh cử đụng nhau nhiều nhất trong cái cuộc bầu cử này, và đặc biệt đụng nhau những cái chức rất là quan trọng, đặc biệt nữa là đụng nhau ngay cái chức thị trưởng Westminster, là thủ đô tị nạn Little Sài Gòn, là cái nơi mà ai cũng công nhận có nhiều dân chúng ở vùng Orange County, gần 400.000 người dân và được gọi là thủ đô tị nạn của người Việt hải ngoại. Thì thưa quý vị, thì hồi hôm qua thì tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên một đài truyền hình Việt ngữ ở Nam Cali, không biết Tây Bắc Cali anh có tổ chức chưa, nhưng hồi hôm qua thì phố Bosa TV của ông Vũ Hoàng Lăng và ông biên tập viên Aru Lê có tổ chức một buổi gọi là debate, nghĩa là tranh luận nhau các ứng cử viên đó. Thì họ mở ra để các ứng cử viên, có lẽ họ mời ba người chính yếu là ba người ứng cử viên người Việt Nam đó, tại vì thì cuộc tranh cử này có năm người ra ứng cử chức thị trưởng Westminster, gồm có ba người Việt Nam và hai người Mỹ, một bà Mỹ và một ông Mỹ. Tuy nhiên về phía Việt Nam thì có hai ông và một bà, đó là ông nghị viên Trọng Liên Nguyễn Minh Chí, rồi ông nghị viên Tài Đỗ và bà nghị viên Kim Bi Hồ, tất nhiên hai ông một bà. Tuy nhiên dù phố Bosa có mời ba người Việt Nam tranh luận, nhưng ông Trọng Liên Nguyễn Minh Chí đã không tham dự. Và tôi nghĩ rằng có nhiều lý do, tuy nhiên có thể có những lý do tôi nghĩ rằng đó là lý do, nhưng tôi không chắc chắn để ông Nguyễn Minh Chí sẽ trả lời tại sao ông không tham dự. Thì cuối cùng chỉ có hai người mà tham dự cuộc tranh luận hôm qua do phố Bosa tổ chức, đó là ông Tà Đỗ và bà Kim Hồ. Riêng phần tôi dù muốn dù không cũng là người đóng góp ý kiến nhiều cho ông Nguyễn Minh Chí, thì tôi có nói là theo tôi là ông Chí không nên dự cái buổi tranh luận này. Có thể ông Nguyễn Minh Chí có nhiều lý do khác mà ông không tham dự. Tuy nhiên tôi muốn chia sẻ nào quý vị biết lý do tại sao tôi đề nghị là không nên tham dự hay không. Thì tôi đề nghị không tham dự. Lý do là bây giờ
khách quan mà nói thì ai cũng thấy rằng cái ngọn cờ chiến thắng nó đang ngã về phía ông Nguyễn Minh Chí, nghĩa là ông Nguyễn Minh Chí đang trên đà chiến thắng cao hơn mấy hai ứng cử viên, bốn ứng cử viên, đặc biệt cao hơn hai ứng cử viên Việt Nam này. Do đó bình thường đó, những người mà đang chiến thắng thì ít khi nào muốn ngồi với những kẻ đang thua mình lắm, tại vì những người thua đó họ nói cho tôi lâu họ thua mà, do đó họ sẽ ném bùn ném biết lên, không có lợi cho người đang chiến thắng. Đó là điều thứ nhất. Tại vì tôi là người sinh hoạt chính trị, tôi tham dự, tôi từng là phó chủ tịch ủy ban tranh cử của tổng thống Bush tại California, và tôi là người Việt Nam đã từng đi họp những khóa tranh cử. Tôi nghĩ rằng tôi là người Việt Nam duy nhất được họp những khóa vận động tranh cử trong của chính trị Hoa Kỳ. Do đó mình hiểu được những cái phương pháp của họ. Anh Nam cũng thấy rằng trên anh đó, có những ứng cử viên họ sáng gió quá, họ đang đắc cử, đang chiến thắng đó, họ ít ngồi với người thua lắm, người đang thua họ sợ lắm, phiền lắm, phải không anh Nam? Đúng rồi. Anh là người kinh nghiệm lắm mà anh chia sẻ. Tại vì cái người thua họ nói thinh tu lâu, Mỹ gọi là không có gì để thua hết, họ lên họ ném bùn ném tứ, được là hay để họ khá, mà không thì họ bị giấu, họ không có mắc mắc gì cả. Nhưng người đang thắng họ sợ hãi lắm, thì đó Đúng là đúng lý đúng. do mà người đang thắng không có muốn ngồi ngồi dùng nạn hơn là ngồi có hủi đó, nếu mà dùng cái danh từ nạn. Thì đó là điều thứ nhất. Giúp thứ hai đó là ông Nguyễn Minh Chí đó, là ổng có một số phiếu, một số cử tri ủng hộ một pha, mình cứ dùng chữ pha thôi riêng, nhưng bên phía bà Kim Hồ với ông Tài Đỗ Vài năm trước, là Học viện một pha Quốc chung với nhau. Tại vì cách đây 2 3 năm để hai người để liên kết với nhau để mà chống ông Trí và ông Nguyễn Mạnh Chí, do đó họ là đồng minh với nhau. Bây giờ các pha của họ là tách rời ra, chia làm hai, bà Kim Hồ ra tranh cử, ông Tà Đỗ ra tranh cử, tức là họ trở thành kẻ thù với nhau. Do đó tôi không muốn ông Charlie Nguyễn Chí tới, tại vì nếu ông Chí tới sẽ hai người kia sẽ dồn hết nỗ lực ném bùn ông Chí. Và theo chương trình, ví dụ mỗi người nói 2 phút thì ông Chí ông chỉ có quyền nói 2 phút thôi, nhưng hai người kia mỗi người 2 phút, chứ nhận 4 phút để tấn công ông Chí. Tại khi có ông Chí đó thì hai người đó sẽ ném bùn vào mặt ông Chí, chứ không ném bùn vào nhau. Do đó không có mặt ông Chí thì hai người đó, bà Kim Hồ với ông Tài Đỗ, tự ném bùn với nhau, dù rằng họ từng là đồng minh, nhưng tối hôm qua hai người ngồi cùng tranh cử chữ chức thị trưởng, do đó họ tranh luận, họ phải chửi bới nhau, và tối hôm qua họ đã đưa ra những vấn đề để rồi hai người đó cãi lộn nhau, chửi nhau cách rất là nặng nề. Thì như vậy ông Chí rất là lợi trong quá thế, là ông ta không có bị chửi, mà hai người đã tự chửi với nhau để đồng hương thấy hai cái xấu người kia, và ông Chí hoàn toàn đứng ngoài trận chiến. Thì đó là lý do mà tối hôm qua tôi đề nghị với ông Nguyễn Chí không có tham dự buổi tranh luận, và cuộc tranh luận hai người đó đã tấn công với nhau, chê bai nhau, nhục mạ nhau, chửi nhau. Tại vì không có ông Chí ở đó thì do đó hai người đó phải tranh với nhau, và ông Chí vẫn bình yên vô sự. Thưa anh Nguyễn Nam, thì cái quan điểm tôi, cái nhìn của tôi không biết đúng hay không, tuy nhiên ông Nguyễn Minh Chí đã không tham dự, không biết là tạm nghe lời tôi phân tích hay là có một lý do khác tôi không sure. Tuy nhiên thì cuộc tranh luận hôm qua giữa 3 ứng cử viên Việt Nam tranh chức thị trưởng Winter thì chỉ có hai người tranh luận với nhau do phố Bô Sa tổ chức, thì có ông Tài Đỗ và bà Kim Hồ. Thưa anh Nguyễn Xuân Nam. Bây giờ trong sòng bài đi, khi mà đối thủ anh hết tiền và họ tiếp tục chơi với anh có nghĩ anh chơi cái bài với người thua không? Không. Tại vì nó có, nếu họ thắng á, họ quơ hết tiền của anh một núi tiền, mà thua thì họ nhe răng họ cười. Cho nên không, trong lịch sử không ai chạy chiến thắng chơi kẻ thua, tại vì không có cái game nào mà dạy bằng game á, mà kẻ chiến thắng về đấu với kẻ kẻ thua. Cho nên họ có thể tìm những cái hình thức rất là lịch sử, nhưng mình nói ta từ khước cuộc chơi đó, vì cuộc chơi không có lợi cho kẻ thắng. Bây giờ ra nó ném bùn vào mặt anh, trong 10 phát nó ném 4 phát trúng, anh mất một miếng cự ly rồi Đúng rồi. không?
và anh ném trúng nó 4 miếng đó, thì anh không được hơn cử tri, vì nó có còn gì đâu nó mất. Đúng. Do vậy cái cuộc chơi đang chơi chơi dại mình, cho nên những ông chính trị gia ông nói rất là khéo, ông bệnh ông bận một công việc khác hay là ông bị này bị nọ ông không tham dự được, sorry, nhưng có nghĩa là không muốn. Không, tiếng Việt nó có cái câu chơi với hủi, khi mà anh chơi với kẻ dưới cơ rồi đó là anh nó dễ bị thua, thì người ta gọi là dùng đó là chơi với hủi, là chỉ chết bị thương thôi. Cho nên không phải chỉ không những ứng cử viên miền Nam California mà cả giới chính trị gia của Mỹ, đó là game book, đó sách học chơi chính trị, mà anh nào không không chơi cuốn sách đó thì anh nó thua ráng chịu, tại vì nó play theo là game book mà chơi theo sách kinh điển, nên trong nước gọi là kinh điển, ông ngoại mình gọi là sách giáo khoa, là chơi các bài vở và cái chiến lược chứ không phải chơi 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 bừa. Cho nên cái lời khuyên của anh, tôi nghĩ anh đã đi vào dòng chính thì anh biết cái lời khuyên đó, là tôi nghĩ khuyên nó đúng. Anh Ngô Kỵ, đừng Vâng, đừng cảm bận tâm nhiều, đừng ơn. bận Vâng, tâm nhiều. thưa anh, bằng chứng anh thấy trong những cuộc debate của Mỹ đó, anh thấy không? À, chỉ có hai người tương xứng với nhau họ mới lên đài để mà họ tranh luận với nhau thôi. Thế còn anh thấy, anh chắc anh làm truyền thông, mình biết rồi, mỗi cuộc tranh cử tổng thống Mỹ đó, có nhiều người không biết điều này anh Đam nha. Là theo anh coi thử, mấy cuộc tranh cử vừa rồi đó là có ít nhất từ 20 đến 30 ứng cử viên tranh cử tổng thống. Chứ không phải chỉ có ông Trump hay bà Hillary Clinton hay là ông Jordan tranh cử tổng thống đâu. Không phải giữa Cộng hòa với dân chủ tranh cử đâu. Mà nó có khoảng 30 ứng cử viên, 30 đảng tranh cử trước tổng thống, nếu quý vị coi các lá phiếu đó. À, nhưng đài truyền hình hay là nọ hay các cơ quan truyền thông chỉ nhắc đến hai ứng cử viên Tại của vì đảng nó Cộng hòa nói như đảng thôi. lớn, Do nó đó chúng không ta nói đảng tưởng có hai nhỏ. người. Nó nói đảng lớn, nó không nói đảng nhỏ. Nó nói đảng lớn, nó nói đảng nhỏ. Đảng nhỏ có thể chiếm đâu một tiểu bang nào đó, một khu vực nào đó, họ chiếm một ít phiếu. Nhưng mà họ không thay đổi được cục diện quốc gia. Trở về cục diện quốc gia chỉ hai đảng lớn. Cộng hòa dân chủ cộng hòa. Còn trong khi mà lá phiếu có thể, mà vòng loại thì có rất là nhiều đảng. Đảng nhỏ, vô chung kết thì lâu lâu góp trường hợp ông Ross Perot, anh nhớ không? Hay Lâu là ông đặng đặng xanh này nọ đó hả lâu, lâu ông. góp trường hợp họ có một hiện tượng đặc biệt, khi là họ bất mãn dân chủ cộng hòa quá thì cũng có thể có một trường hợp khác nhảy lên, nhưng mà cũng chẳng đi với đâu được. Rồi cuối cùng cái final game vẫn là hai người đảng dân chủ cộng hòa. Do vậy tôi nghĩ cái việc đó anh không phải băn khoăn gì nhiều, cái việc đó việc đúng. Chỉ có một cái là cái lý cớ để mà không dự đó, nó nghe nó được thuyết phục bởi cử tri hơn, thì cái đó là cái người ta quan tâm. Chứ còn không dự thì tôi nghĩ không có gì là vấn đề lớn, ngạc nhiên lớn, chúng ta biết chuyện đó mà. Tiếp tục anh, thương mời anh Ngô Kỵ nha. Vâng, thưa anh thì tới tối hôm qua thì trở lại có cuộc tranh luận đó thì nó cũng những đề tài cũ thôi. Tuy nhiên khi mà bà Kim Hồn và ông Tà Đỗ ngồi với nhau đang trở lại ngày xưa 4 năm trước là kẻ thù, rồi sau đó 2 năm sau trở thành đồng rặng đồng chí với nhau để mà kết hợp với nhau để quánh ông thị trưởng Tạ Đức Trí và ông Trần Liên Quán Chí. Họ liên kết thêm với ông Mễ, người Mễ của nghị viên đó là ông Carlos Mezo để trở thành một tam đầu chế, nghĩa là ba người tam nhân bang đó để đứng phía đa số để mà triệt tiêu ông thị trưởng Tạ Trí và ông Trần Liên Quán Chí, thì về hai người đó là trở thành thiểu số. Nhưng rồi những ngày gần đây thì ông Tài Đỗ đã không còn đứng chung chiến tuyến với bà Kim Hồn nữa, là còn cả gan ra tranh cử thị trưởng, thay vì hai người kết hợp với nhau đứng sau lưng bà Kim Hồ thì ông ta ra đương đầu Kim Hồ. Khi ông ra ứng cử thị trưởng, bà Kim Hồ ra tranh cử thị trưởng luôn, thì tất nhiên là những người mà ủng hộ viên cho hai người trong 2 năm vừa qua sẽ chia phiếu với nhau. Giả sử họ có 5.000 phiếu của phe của họ thì chắc chắn là nó phải chia mỗi người 50-50, 60-40, 40-70, 30, có sự chia phiếu với nhau giữa ông
Tà Đỗ và Bạch Kim Hồ, trong khi số phiếu ông Nguyễn Mạnh Chí thì không bị chia, tại vì ổng cho hưởng trầu tất cả những số phiếu nào ủng hộ Đúng, ông ta. phân Và tích quá hay. Phân tích quá do hay. đó khi mà ông Chí này nọ hay những người mà trong ủy ban tranh cử đó nghe ông Tà Đỗ bà Kim Hồ ra thì họ cũng chấp nhận, nhưng nghe ông Tà Đỗ ra thì có một số người lo chết cha rồi, ông Tà Đỗ ra tất nhiên là sẽ chia phiếu người Việt Nam từ không, còn ra thêm mấy người là càng tốt, tại vì cái phe ông Chí là ổng có số phiếu nhất định là không có chạy đâu hết, nhắm mắt bỏ trong Chí, nhưng pha bà Kim Hồ bây giờ mà có ông Tà Đỗ ra tất nhiên số phiếu nó sẽ chia làm đôi, mà khi chia làm đôi như vậy á thì ông Chí ông thắng rất là cao, ví dụ ổng có 10.000 phiếu, bên bà Kim Hồ có 10.000 phiếu, nhưng bây giờ có Tà Đỗ ra thì chắc chắn bà sẽ được 5.000, ông Tà Đỗ được 5.000, hoặc bà được 6.000, ông Tà Đỗ được 4.000, hoặc được bà được 7.000 thì ông kia được 3.000, vân vân. Thì như vậy cái số phiếu ông Chí cao hơn bà Kim Hồ là điều dĩ nhiên, do đó đó là cái lợi khi thấy bên ông Tà Đỗ ra đối đầu bà Kim Hồ, do đó chúng tôi chủ trương là không có đánh, không có chống ông Tà Đỗ nhiều anh. Nhiều người nói là bây giờ phải chống bà Kim Hồ, tấn công bà Kim Hồ và tấn công ông Tà Đỗ, tôi nó không có chủ trương của tôi, tại vì tôi là người làm việc chính trị tôi biết không có tấn công Tà Đỗ, để cho số phiếu ông Tà Đỗ ông còn cao hơn thì để chia bớt số phiếu của bà Kim Hồ, như vậy ông Chí rất là dễ dàng thắng bà Kim Hồ, tại vì khi mà ông Tà Đỗ chia phiếu bà Kim Hồ thì bà phải thấp xuống, thấp xuống càng thấp ông Tà Đỗ càng lay thì bà càng thấp xuống, và hai người đó sẽ không đủ phiếu để đấu đầu với ông Trọng Lê Nguyễn Chí, thưa anh Nguyễn Xuân Học. Đó là chiến lược của tôi. Trong ta bố trí đó, khi mà hai phe đấu nhau, phe Tào Tháo đóng phe Tây Thục đó, cái nhân vật thứ ba là Tôn Quyền, anh nhớ không? Dạ đúng rồi. Cái nhân vật thứ ba đó, cái phe thứ ba đó, nó nghiêng vào bên đó, bên nào thì phe đó chiến thắng. Cho nên yếu tố thứ ba đó có hai lý do. Nếu yếu tố thứ ba nó nghiêng vào bên nào thì bên đó sẽ đánh, và nếu mà yếu tố trong trường hợp này hai bên phe Nguyễn Chí và phe của Kim Ly Hồ Tài Đỗ đấu nhau thì chúng ta rõ ràng như cô Kỵ nói đó, cái năm mình giả dụ như một bên là 50% số ghi đi thì phe của Nguyễn Chí chiếm 50%, 50% còn lại lẽ ra của Tài Đỗ hoặc là của Kim Leo. Bây giờ họ ra cùng lúc thì hai bên chia nhau ít nhất cũng 20-30%, mười mấy 20%, và sẽ không có, họ loại trừ nhau mà không có nhân vật thất bại, thôi chiến thắng ấy. Chỉ có chưa bầu ta biết trước là Nguyễn Minh Chí chiến thắng. Cách đây 1-2 tuần Nguyễn Minh Chí cùng vợ có lên trên Bắc California, chúng tôi ngồi uống cà phê với Nguyễn Minh Chí, tôi đưa tay chúc mừng Nguyễn Minh Chí thắng chức thị trưởng, có lẽ bà vợ cũng hơi ngạc nhiên. Thì tôi giải thích rất rõ ràng, khi mà hai bên anh có hai đối thủ mà hai đối thủ cùng phe thì coi như thắng chắc rồi. Cho nên nếu quý vị không, tôi không làm thầy bói, mà khi mà tôi đã chúc mừng Nguyễn Minh Chí trước đây mấy tuần lễ rồi, Vâng, các nghe nào. anh thắng chắc, tôi chúc mừng anh. Và có lẽ đêm bầu cử thì trong những cú điện thoại gọi về chúc mừng của Minh Chí thì Nam cũng sẽ gọi, vì Nam tin là Minh Chí sẽ thắng, nhưng chỉ có confirm qua thực tế thôi. Và cái đó là cái điều rất là đau cho cái phe Tài Đỗ và phe của và Kim Ly Hồ. Nhưng mà bên Tài Đỗ Kim Ly Hồ lại bị một cái điều gì nữa là sẽ cái màn đổ lỗi cho nhau, trách cứ nhau, và từ một liên minh sẽ tan vỡ liên minh này luôn. Sẽ cái phe phe mà ông Menzo, Kim Ly Hồ và Tài Đỗ, cái phe không còn giữ ba người nữa. Mà tôi tin nói cái thứ hai với hôm nay với cô Kỷ nha, phe đó sẽ tan sau bầu cử, tại vì đó là nguyên tắc, họ sẽ đổ lỗi cho nhau, đổ thừa nhau và họ sẽ tan. Và cái trục xoay trở lại thì đa số trên cô trong hội đồng thành phố 5 phiếu
thì phe của công chí sẽ có thể có khả năng 3 phiếu trở lại. Cho nên trong cái vấn đề mà binh pháp thì nhìn cái đó nó rõ lắm thưa quý vị. Nó rõ, cho nên tôi với ông Ngô Kỷ không cùng thầy. Cho nên hai anh em chúng tôi nhìn tôi khá giống nhau. Trở lại Ngô Kỷ xem. Vâng. Anh Nam, anh ở San Jose, nhưng anh tại vì cái chuyện này Mỹ gọi là common sense, phải anh Nam? Hả? Dạ, nó là Anh ở common đâu đi sense. quả địa cầu này cũng quan điểm nó cũng giống nhau thôi, Giống nhau thôi. Đồng binh nha. pháp thì ở đâu đó giống nhau. Tâm lý thì đâu đó giống nhau. Đúng. Vâng. Và anh Cho nói nên rất là đúng, tôi nghĩ tại bây giờ vì anh Nguyễn Chí không cần làm nữa. Ngồi tọa sơn quan hổ đấu và chờ trận đấu xong là uống rượu mừng chiến thắng. Đó là toàn vâng. bộ cái việc của Nguyễn Chí làm. Cho nên tôi rất là đồng ý người anh tôi là ông Ngô Kỷ đã có cố vấn như vậy. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nguyễn Minh Chí nghe lời chúng tôi là tọa sơn quan hổ đấu, uống trà và chờ tin vui chiến thắng. That's it. Vâng, thì đó là cái điều mà chúng tôi mong mỏi thưa anh Nguyễn Xuân Nam. Và cái điều mà anh vừa rồi nói, dù anh không đi thẳng vào vấn đề, nhưng một vấn đề nó tôi chia sẻ, và anh không biết tôi chia sẻ anh chưa, là bà Kim Bê Hồ, bà mới đây bà còn lên đài bà tuyên bố rất là rộng rã, là bà nói nếu bà thắc cử thị trưởng á, thì bà từ chức luôn với chức nghị viên 2 năm còn lại của bà nữa anh. Do đó tôi nghĩ rằng vừa rồi anh nói là ông Chí sẽ có 3 phiếu là cái điều chắc chắn rồi, tại vì bây giờ anh Nam Quang cũng tranh cử chức nghị viên địa hạt 4 và rất là sáng giá. Tôi nghĩ rằng tỷ lệ anh thắng rất là cao, tại vì 2 người ứng cử viên đấu đầu anh hoàn toàn vô danh tiểu tốt và không có một cái hành động nào để tranh cử cả. Thì cái chuyện anh Nguyễn Xuân Quang, anh Nguyễn Nam Quang là kỹ sư và là YouTuber, tôi nghĩ rằng tỷ lệ anh thắng rất là cao, đồng địa hạt 4. Và địa hạt kia, địa hạt 1 là có cô Amy Fung West, một người con gái Việt Nam có chồng Mỹ và đang dẫn đầu District 1. Do đó nếu mà theo tình hình bây giờ đó, thì cô West và anh Nam Quang sẽ đắc cử 2 chức nghị viên của 2 thành phố, 2 địa hạt. Tại vì năm này Westminster bầu thị trưởng và 2 nghị viên mà thôi, 5 người, nhưng có 2 ghế vẫn còn tới 2 năm nữa. Và do đó anh Chí tranh cử thị trưởng và anh Nam Quang chị West hy vọng sẽ đắc cử. Thì đắc cử như vậy là 3 phiếu, ok. Còn Kim Mỹ Hồ và ông Cọc Los Bezos, thì Kim Hồ tuyên bố nếu thua, nếu thắc cử thị trưởng vào tháng 11 này, thì bà từ chức luôn cái chức nghị viên. Thì như vậy rõ ràng là cái chức, nếu bà từ chức thì mất luôn cái ghế phe bà, chỉ còn Carlos Mezo là phe kia thôi. Và tôi nghĩ phe mà người mà thế vào cái chức đó, tôi nghĩ cũng là phe của ông Nguyễn Minh Chí. Do đó trong nhiệm kỳ tới 2023, tôi nghĩ rằng Westminster có một cái tỷ lệ là 4 về phía ông Nguyễn Minh Chí, phía người quốc gia, những người Việt Nam, và 1 là về phía ông Carlos Mezo. Và biết đâu ông thấy ông cô đơn quá, thôi ông thâu nhập luôn vô cái nhóm 4 người này, trở thành 5 phiếu, coi như là tuyệt đối đa số 5 phiếu sẽ đứng về phía những người Việt quốc gia, những người chống cảm, về phía, nói dễ hiểu hơn là về phía của ông tăng thị trưởng Charlie Nguyễn Minh Tý. Thưa anh Nguyễn Xuân Nam. Cái vấn đề chúng ta nhìn góc độ nhỏ của thành phố như là Westminster thì ta thấy quan cờ nó cũng rõ, nhưng mà nhiều lúc sau này tôi hay dùng một thành ngữ đùa chơi đó. Nếu trời mưa tôi sẽ không có chuyện đề tài kể cho quý vị nghe cái chuyện mà cái thế đứng của Cộng sản Việt Nam hiện nay nữa. Anh thấy thì trong 40 mấy năm, trong cái thực sự ra trong 10 mấy năm là sau khi mà Liên Xô, Trung Cộng và Việt Bắc Việt chung một cái mặt trận, anh em là đánh Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, chỉ trong thời gian rất ngắn là cái bộ ba này nó ra tan rã. Và bây giờ anh thấy cái thế thái nó như thế nào? Việt Cộng còn thân thiện với Trung Cộng với Nga nữa không? Hay là thân thiện với Mỹ? Cho nên từ thù sang bạn, từ bạn sang thù trong chính trị, tư cách thế giới quốc gia rất là lớn. Thì trong cái hoàn cảnh cộng đồng cũng vậy, ta nhìn thấy 47 năm
tại ngoài ta nhìn thấy đủ rồi. Cho nên nhìn sau nhìn thấy bàn cờ đi tại tại Westminster, tôi đã uống rượu chúc mừng của Minh Chí rồi mà, tại Bắc Cali mà, khi bắt hai vợ chồng lên này, tôi đã nói chúc mừng Chí, ông ngồi rung đùi chơi đi, mọi thứ chuẩn bị ngày lên làm thị trưởng, không cần phải lên tiếng xuống tiếng, không bằng bỏ tiền tranh cử, không cần làm nữa, bởi vì tự họ đã dâng cái chức thị trưởng với anh rồi, mà anh bất chiến tự nhiên thành. Tại vì bên đó không có dàn xếp, bên Kim Lee Hồ với tài độ không có dàn xếp, anh biết không? Cái sợ nhất bên đó, bên Chí thêm người nữa ra, phe Chí thêm người ra, mà bên kia giữ một người hoặc là main, hoặc là tài độ hoặc là Kim Lee Hồ, thì người sợ là của mình chỉ đang này vẫn cờ nó đặt cho người làm gì thắng là cái chắc không cần suy nghĩ, 8 tháng 1 bỏ phiếu, 5 bỏ phiếu trước cho người làm chỉ làm thị trưởng nè đấy. Thì Vâng. anh cũng nên, tôi nghĩ người làm chỉ anh đã khuyên, tôi nghĩ người làm chỉ cũng đã thêm anh nữa một nhà phân tích nữa, thì coi như anh đã yên tâm không phải lo gì hết. Của cái game is over, cái game đã xong rồi, đâu còn đấu đâu, chỉ chờ ngày và chờ thủ tục, nó hoàn thành thủ tục là lên ngôi thôi. Đó là chuyện chuyện Nam Cali, mình còn gì nữa không anh? Cái đó trở lại cũng thêm cái chuyện đó nữa thôi anh. Thì Nam Cali thì quanh quanh quẩn lại hiện tại cũng đề bầu cử đó. Cái mà khác biệt giữa bà Kim Hồ và ông Nguyên Mỹ của ông bà Kim Hồ và ông Tài Đỗ tối hôm qua nó rõ ràng nhất á, là bà Kim Hồ bả lúc nào bả cũng tự khoe bả là con người trí thức, bả là người giàu có mấy chục triệu đô la, bả là người thành công vấn đề thương mại, do đó người thị trưởng phải cần có một người như bả sẽ lãnh đạo để mà đi làm tiền cho thành phố, bả có đủ khả năng để ngồi nói chuyện các thị trưởng khác, tại vì bả là người thành công làm business, cho đó bả có thể làm rất là nhiều chuyện về tiền bạc. Bả đem vấn đề tiền bạc của thành phố, bả nói thành phố sắp bankruptcy rồi, cần một người mà thương mại giỏi, một người mà làm là chánh võ này, bà khoe không biết bà có trình độ như thế nào, bà khoe bà rất là thành công, do đó người thị trưởng phải là con người có khả năng về làm tiền, bà nói rất là rõ, và tôi sẽ đem tiền cho thành phố bao nhiêu triệu đó, rồi tôi sẽ ngồi với đại gia với thị trưởng các thành phố khác để đem tiền thành phố. Nhưng xui cho bà đó, bà nói là gặp ông Tài Đỗ là một cái ông cảnh sát, và ông ta nói đến tiền bạc này nọ, tôi nghĩ rằng ông ta rất là khó chịu, tại vì ông làm cảnh sát thì chẳng biết gì tiền bạc cái này nọ nhiều, thì ông mới chửi là bà nói tào lao, bà ngồi làm nghị viên 6 năm rồi, nếu bà giỏi như vậy tại sao bà không làm đi, dù rằng bà là nghị viên, nhưng nghị viên với thị trưởng lâu nay bà nói là cùng một lá phiếu, cùng một giá trị giống nhau, thì tại sao bà không làm, bây giờ bà muốn làm thị trưởng bà mới làm, đó là điều thứ nhất. Thứ hai, ông ta nói các người thị trưởng muốn làm gì đó cũng do phiếu những người nghị viên, họ có đồng ý cái chương trình kế hoạch đó không, chứ không phải người thị trưởng một mình họ làm được, do đó những cái điều bà khoe khoang bà là bà nói tào lao, do đó hồi tối qua vấn đề đó nó là làm cho bà Kim Hồ rất là ê mặt, tại vì bà là đem cái tôi bà và họ bà đem vấn đề tiền bạc để mà áp đặt trong cái chuyện mà làm thị trưởng, do đó đó là vấn đề mà sự khác biệt nhiều nhất giữa ông Tài Đỗ và bà Kim Hồ về vấn đề tiền bạc tài chính thôi. Nếu mà nói cái vấn đề tiền, làm tiền giỏi, làm kinh doanh giỏi thì lãnh đạo chính quyền thì nước Mỹ không phải là Obama làm tổng thống, mà nước Mỹ tìm thấy là ông chủ tịch của tập đoàn mà Google sẽ làm tổng thống, hay là ông Elon Musk là ông mà cái bừa chiếc xe mà xe điện, biết không? Rồi Tesla này, Tesla, Tesla. rồi vừa là cái Twitter, bây giờ Twitter còn. thám hiểm không gian, rồi bây giờ qua trùm truyền thông từ Twitter nữa, thì ông Elon Musk phải là tổng thống Mỹ Hai là Prospero kỳ đó tranh cử đó anh hả? đó. Sao? Thì cái lý luận đó không có đứng vững được, nó không đứng vững. Chúng ta chỉ nhìn vào gương tổng thống Mỹ là thế giới chính trị cao nhất của thế giới này, ta nhìn thấy nó không phải như vậy, thưa quý vị.
do vậy cái đó nó it happens sometimes, nó đúng nhưng mà nó không phải là định luật. Không phải cứ là người nào thành công về thương mại sẽ làm lãnh đạo một cách thành công, nó không có đồng nghĩa như vậy. Thì tôi vì nó không đơn giản như vậy, nó không có đơn giản như vậy. Thì đó nói cho vui chơi, cho thuyết phục người người ta khó nghe lắm. Trả lời anh chị. Vâng, thì đại khái thì vấn đề còn bây giờ có cuộc tranh cử sôi nổi nữa là giữa ông thị trưởng Westminster ông Tạ Đức Trí và bà nghị viên Thu Hà của thành phố Gando tranh cử chức dân biểu tiểu bang California địa hạt 70, chứ nhưng cũng có vùng lịch Sài Gòn này, mỗi địa hạt như vậy thì đại diện cũng khoảng 500-600 ngàn người dân. Thì cuộc tranh cử là rất là gắt gao và rất là sát nút với nhau. Thì tôi nghĩ rằng bên tám lượng bên nửa cân thì anh Nguyễn Xuân Nam thì hai người đều khách quan mà nói thì vấn đề chống cộng quốc gia này nọ thì hai người có vẻ ngang nhau, chẳng tại vì bà Thu Hà đó là con của một ông cố trung tá thủy quân lục chiến anh Định đó là cố trung tá thủy quân lục chiến và cũng từng gia nhập những đội bà John Marine đó, những em mà thủy quân lục chiến này nọ sinh hoạt cộng đồng này nọ chống cộng này nọ cũng là rất là sôi nổi. Còn bên ông Tạ Trí thì ông thị trưởng lâu nay sát cánh với cộng đồng chống cộng cũng rất là sôi nổi, do đó vấn đề quốc cộng này nọ không được đặt ra giữa hai người này. Tuy nhiên cái lợi của ông Tạ Đức Trí là ông làm thị trưởng đây 16 năm, 4 năm nghị viên và 12 năm thị trưởng, do đó ông ta quen biết rất là nhiều người, trong khi cô Thu Hà thì một người trẻ trí thức, là nếu tôi không làm là một một người nhà khoa học về y khoa gì đó thì rất là giỏi, nhưng cô ta chỉ mới làm nghị viên đâu có 6 năm gì đó, do đó cái sự quen biết, cái sự kinh nghiệm và đặc biệt quen biết với cộng đồng, giao tế cộng đồng không có nhiều bằng ông Trí, do đó sự hỗ trợ của người Việt Nam dành cho ông Trí rất là nhiều hơn là cô Thu Hà. Bù lại thì cách đây 3-4 tháng á, thì lúc tranh cử sơ bộ đó thì cô này được giành số phiếu nhiều nhất, tại vì lúc đó chỉ có mình cô là người đảng Dân Chủ, trong khi những người Cộng Hòa thì tới 4-5 người đảng Cộng Hòa, do đó chia phiếu nhau, do đó cô giành một số phiếu đảng Dân Chủ rất là cao. Nhưng cuộc bầu cử tháng 11 này thì số phiếu của đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đó xích xót nhau, do đó cũng không biết mẹo nào cán mưu nào. Và ông Tạ Trí hiện tại ông ta có một ưu điểm hơn cô này là cô Thu Hà này dính vào vấn đề phá thai, tại vì cô ta là một người đảng Dân Chủ, do đó dù muốn dù không cô ta cũng theo cái chính sách đảng Dân Chủ là ủng hộ phá thai. Đó là cái lý do mà bên ông Tạ Đức Trí đã đem vấn đề đã ra để mà tấn công cô Thu Hà. Đặc biệt như anh biết là bên giáo hội Công giáo họ đang chống triệt để cái dụ luật số 1 này nọ đó, trong cho phá thai này nọ đó, thì chúng ta không đi sâu vào vấn đề chuyên môn như thế nào. Tuy nhiên những người Việt Nam, đặc biệt là những người có tôn giáo này nọ đó, thì họ rất là dị ứng vấn đề phá thai, dù phá thai như thế nào này nọ nó đi vào chi tiết lắm, nhưng cô Thu Hà này lại đảng Dân Chủ thì phải hỗ trợ cái chương trình phá thai, do đó ông Tạ Đức Trí có vẻ có được một số người mà tôn giáo, đặc biệt Công giáo chống phá thai sẽ đứng về phía ông Tạ Đức Trí. Tuy nhiên cuộc tranh cử nó đang cân bằng rất là xích sao và chỉ có ngày 10 ngày 8 tháng 11 mới biết kết quả, thưa anh Sơn. Cái chuyện mà phá thai năm nay là đề tài không chỉ miền Nam California mà cũng là đề tài miền Bắc California đó. Thì chúng ta biết rằng đảng Dân Chủ tại California, đặc biệt là thống đốc California, là người chủ trương mà phá thai. Và
cuộc chạy đua thị trưởng tại Sao Diêm, đề tài số 1 cũng là đề tài phá thai, thưa quý vị. Cho nên ta rần rần trong công chúng, nó rất là căng thẳng. Nói trên bình diện tại Sao Diêm, tôi nói 1 phút cho nên quý vị nghe qua, là giống như Nam Cali vậy, chứ bình diện một cách sòng phẳng thì bà Shinzo Abe thắng ông Matt Mohin rất là dễ dàng, tại vì bà là một người có những thành tích khá lớn, rồi là một nhà chính trị gia chuyên nghiệp trong gần, tôi biết cô gần 20 năm nay, là nghị viên thành phố San Jose, phó thị trưởng San Jose, rồi thị trưởng chính thành phố tại miền Bay Area. Thì cái chuyện ở trong khi Matt Mohin làm ở bên chàng chỉ có mới gần năm mấy làm nghị viên à, chân ướt chân ráo vô làm nghị viên thôi. Thì nếu bình diện mà nói, nếu mà là cái brand name á, là name recognition á, là biết tên biết tuổi và có thành tích, thì bà sẽ đi, bà thắng lớn. Matt Wynn không phải đối thủ của bà, nhưng bà gặp một số khó khăn hiện nay, theo tôi biết là gặp tôi rất khó khăn, mà có thể thua trong cuộc chạy đua lần này với ông tay rookie hoàn toàn, là bởi vì cái chữ phá thai. Cộng đồng Công giáo, mấy chục nhà thờ tại vùng đất này đều ra những lời kêu gọi để chống phá thai, có nghĩa là họ nói cái khác hơn đó, là không bầu cho bà Sidney Chavez, đúng không? Trong khi Matt Moen thì lại lưng khừng hơn, họ pro-choice, là tùy vào sự quyết định của phụ nữ, nếu vợ chồng con cái bàn bạc với nhau mà ưng thuận thì cứ tự làm, đó là người phụ nữ sở hữu của bản thân của mình, tự quyết định bản thân của mình. Anh ta lập lửng, không rõ ông lập trường, nhưng mà không có một thái độ quyết liệt như bà Elizabeth. Từ cái số đó về Phật giáo, về Công giáo, những người có đạo vân vân, tôi mới ăn trưa một số bạn bè, họ hỏi tôi một câu hỏi đơn giản lắm: anh Nam ơi, what happened nếu anh lấy đứa nhỏ từ trong bụng mẹ ra và anh tâm nó rồi nấu ra thành cháo heo cho heo ăn? Thì thôi, tại sao hỏi tôi câu đó? Thì anh nói anh mới xác định một câu tình trạng ví dụ như vậy để anh thấy rõ rằng cái phá thai trong những ngày cuối cùng của đứa nhỏ thì y chang như vậy, giết một sự sống và chiếc bào thai và cho chó ăn, cho mèo ăn, cho heo ăn, thì cái đó nó tàn nhẫn quá. Tôi nghe ví dụ đó của người bạn trong lúc ăn cơm trưa trong bàn khá đông, và óc tôi đã rỡn tóc gáy rồi, mình không ngờ là cái chuyện phá thai trong mắt của nhiều người nó đến mức như vậy, ngô kỹ. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện phá thai, tôi tưởng nó chỉ có miền Bắc California giữa San Jose đang có cuộc chạy đua thị trưởng của vấn đề này đã thành quan trọng. Rần rần các nhà thờ, các chùa chiền người ta cứ đồn nhau là hãy cứu đứa trẻ con. Thì bây giờ tôi nghe anh nói tại miền Nam California cũng tình trạng như vậy, thì tôi thấy Nam Bắc California đang rần rần cái mùa bầu cử năm nay 2022 đánh dấu là cuộc chiến giữa giữ cho con nít, giữ bào thai hay phá thai. Thì chúng ta sẽ coi thử cái kết quả cuối cùng sẽ như thế nào thì diễn ra chỉ trong mấy ngày nữa thôi, thưa quý vị, khoảng trên dưới khoảng 8 9 ngày nữa thôi, đúng không? Thì nó kinh khủng quá, ngô nghị, tôi không ngờ năm nay cái vấn đề phá thai nó lớn quá như vậy. Và nó ảnh hưởng cái bầu cử phiếu bầu của tối cao pháp viện mà anh em mình có dịp mình nói cách đây mấy tháng đó anh Nam, phải không ạ? Overturn, họ đã thay đổi là cái quyết định của Roe v. Wade đó, thì nó cũng là một cái đề tài mà không riêng gì các local, những người chức địa phương, mà nó ngay cả các dân biểu liên bang hay này nọ, nó cũng có đề tài đó được mang theo, thưa anh. Do đó nó cũng, và khi mà anh em mình thật tình, đã nói anh nhiều lần, mình ngồi mình không nói hết về cái đề tài đó, cả một tháng mình không đủ kinh nghiệm hay đủ kiến thức để nói về vấn đề chuyên môn về cái thai phá thai như thế nào, mấy tháng mới được, rồi bao nhiêu tháng đầu này nọ, rồi phá thai trong trường hợp nào, bị hiếp dâm hay là con đã ra khuyết tật mẹ phải chết khi lấy bò tha ra này nọ, nó quá phức tạp đi. Do đó tôi nghĩ rằng cái đề tài nó rất là dễ bị misclick, dễ bị hướng dẫn sai lầm đó anh, tại vì nó phức tạp, quá phức tạp đi. Do đó đặc biệt
Tôi độc thân thì tôi không có vợ, do đó không có con, không có thai gì hết, do đó tôi không biết nhiều, anh thì có kinh nghiệm hơn tôi. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng chúng ta cũng khó mà nói nhiều về vấn đề phá thai khi chúng ta không phải là những nhà chuyên môn về y khoa hoặc là những nhà làm ra đạo luật, tại vì nó quá quá nhiều chi tiết để mà bảo vệ hay chống cái đạo luật phá thai, thưa anh Nguyễn Xuân Đạt. Thì vấn đề phá thai nên chúng ta sẽ trở lại chút xíu trong các kết quả bầu cử, coi thử là California chính quyền chủ trương phá thai và dân chúng có chấp nhận hay không qua những ứng cử viên lần này. Chúng ta sẽ có kết luận cụ thể là trong những người Công giáo, những người Phật giáo cũng có những một hai phe, trong một số anh em trẻ lại cũng chủ trương là chấp nhận phá thai. Trong số người lớn, tôi có người bạn gia đình Công giáo thuần túy đó, ông già lên án quyết liệt cái chuyện phá thai, thì cậu con trai ngồi bên ăn cơm nói, bố con không muốn bàn vấn đề này, là mặc dù là đứa con là Công giáo luôn thì anh đồng ý cái chuyện phá thai, đúng không? Do vậy nội bộ trong cái một cái Công giáo không thì vấn đề thuận hay không thuận phá thai là một vấn đề lớn nữa, thưa quý vị. Cho nên đây là vấn đề cực kỳ tế nhị mà chúng tôi chờ có cái lá phiếu cuối cùng của cử tri Nam Bắc California bầu, chúng ta sẽ biết được hướng đi của cử tri California như thế nào. Chúng ta chưa biết được vấn đề này cách cụ thể và con số, thì chúng ta chờ đợi Và chút vừa xíu. rồi anh nhắc đó, thì ngay cả nếu tôi không lầm đó anh Nam, nếu tôi không lầm nha, thì ngay cả ông Tổng thống Joe Biden, nghe nói ông là người Công giáo, hoặc là bà Chủ tịch của Hạ nghị viện Hoa Kỳ cũng là người Công giáo, nhưng lại ủng hộ phá thai. Do đó nó cũng là vấn đề rất là nhức nhối, thưa anh. Và Và tuyệt phép thông công luôn anh. Có một số mà ủng hộ phá thai bị tuyệt phép thông công luôn anh. dạ, bên Công giáo có phép thông cảm mà. Vấn đề này chúng ta sẽ chờ thêm chút xíu nữa để biết rõ được cái đường hướng của Hoa Kỳ và được cái người dân như thế nào. Có lẽ chúng ta chờ thêm chút coi kết quả bầu cử vấn đề này như thế nào. Đúng không? Vâng, thưa anh, thì đó thì đại khái một số tin tức, còn ở mấy tin tức lặt vặt thì bữa nay hình như ngày Halloween không anh, thì Dạ. cha ở Cali này, ở đặc biệt miền Nam này, họ cảnh báo cho gia đình có những con em này nọ mà đi ra xin một kẹo này nó rất là cẩn thận, có thể đi xin về cho vui thôi, có đẹp cố gắng cũng không nên cho con cái ăn kẹo trong những mùa này, trong đêm này, tại vì có những cái chất độc và những chất ảnh hưởng đến sức khỏe này nọ đó anh. Do đó Dạ. tôi đọc tin tức thì đó là xin thông báo cho đồng hương biết điều đó. Và Dạ. Đằng trước anh em chúng tôi có nợ quý vị câu chuyện bàn thêm về trường hợp mà ông Tập Cận Bình ra lên mà đuổi lôi cổ Hồ Cẩm Đào ra khỏi cuộc họp. Thưa quý vị, tôi có hứa quý vị rằng lúc anh Ngô Kỷ đưa tin này nó mới quá. Thậm chí lúc đó tôi nghe tôi hơi giật mình. Cho nên cho tôi một tuần để theo dõi. Thì thực sự mà có thể nói rằng đây nè, báo chí Mỹ và phương Tây thì khai thác rất là nhiều nhưng không có chiều sâu là tại sao cái chuyện này nó như vậy, xảy ra như thế nào, do đâu xảy ra chuyện đó, thì họ vẫn mờ mẫm không tìm được dấu vết. Vì báo chí trong nước của Trung Cộng là ém nhem, chỉ có một hai tờ chính của tờ chính phủ có đề cập vấn đề này là ông ta bệnh nhiều, ta về sớm. Nhưng cái lý do đó ngay cả bản thân Trung Quốc cũng cư dân Trung Quốc không tin, và ngay cả trên mạng xã hội Trung Quốc thì bàn rất ít từ Weibo, mạng Weibo bàn rất là ít, gần như bị kiểm duyệt. Có bàn về đó thì cái bài đó nó bị xóa, thưa quý vị. Cho nên cái sự việc thanh thiên bạch nhật như vậy đó mà bị che bị giấu, đó là vấn đề chính khác biệt giữa thế giới tự do và thế giới cộng sản. Thế giới cộng sản cái gì cũng giấu cả, nhưng mà chúng ta đi góp nhặt các đá lượm này chút, lượm nọ chút, lượm chỗ kia khác một chút đó, thì ta có bức tranh ra khá rõ là cái đường lối có hai sự xung đột khác biệt khá lớn của phe cựu tổng bí thư và phe tổng bí thư. Phe cựu tổng bí thư gồm có Giang Trạch Dân,
và Hồ Cẩm Đào đứng một bên. Và Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào là tiền bối, là đàn anh của Tập Cận Bình. Thì cả Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đều muốn rằng á, một tổng bí thư 10 năm mà thôi, hai nhiệm kỳ, giống như ông Giang lên làm hai nhiệm kỳ xuống và ông Hồ Cẩm Đào lên làm hai nhiệm kỳ rồi xuống giao cho Tập Cận Bình. Họ không chịu nổi cái ma lanh của Tập Cận Bình chế thay đổi hiến pháp, thay đổi lịch sử đảng, thay đổi hiến pháp để mà ra cái nhiệm kỳ thứ ba và có thể làm nhiệm kỳ thứ tư và nhiệm kỳ thứ năm. Ta gặp sự chướng ngại của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, và Giang Trạch Dân năm nay trên chín mấy tuổi, ông không dự khóa hội được thì cử Hồ Cẩm Đào đi. Và khi mà bắt đầu chuẩn bị lên cái nhiệm kỳ thứ ba đó, thì nguồn một số nguồn tin cho rằng Hồ Cẩm Đào có những phản ứng. Và ngoài Hồ Cẩm Đào thì trong nội bộ trung ương đảng của Trung Cộng đó, có một số vị mà ủy viên ban thường vụ Bộ Chính trị thì cũng có một ba người thuộc phe Hồ Cẩm Đào. Cho nên lập tức cái phe mà của Tập Cận Bình đó, nhổ ba cái nhân vật mà thân Hồ Cẩm Đào đó, thân Hồ Cẩm Đào đó, và ra lắp những người của mình vào, và như vậy thì chiếm cái đa số toàn bộ 100% tuyệt đối trong ban thường vụ Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc là thân Tập Cận Bình, không còn người của Hồ Cẩm Đào nữa. Và từ đó khi vô trong đó, Hồ Cẩm Đào vừa phản ứng trước cái việc đệ tử của mình, đàn em mình bị tống cổ đi, và Đảng Cộng sản Trung Cộng thay đổi hiến pháp và một người phá lệ đảng để làm thêm nhiệm kỳ thứ ba. Và khi Tập Cận Bình sợ cái điều đó nổ ra vào cái cuộc họp hôm đó, cho nên đã cho cận vệ mời Hồ Cẩm Đào đi ra. Và không những Hồ Cẩm Đào ra mà ngay cả ông Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng sẽ ra đi theo Hồ Cẩm Đào trong một vài tháng tới. Theo tin tức từ Bắc Kinh cho biết, nguồn tin mà lề trái cho biết đó, là bước sang năm 2003 thì Hồ Cẩm Đào và cánh Hồ Cẩm Đào sẽ không còn nữa, và tàn dư cuối cùng là Lý Khắc Cường cũng sẽ phải ra đi, thủ tướng phải ra đi, và toàn bộ xung quanh của Tập Cận Bình là toàn bộ trẻ trẻ và trung thành Tập Cận Bình và loại bỏ phe Hồ Cẩm Đào 100%. Như vậy với cái đà như vậy, người ta cho rằng Tập Cận Bình có thể làm vua buôn năm chứ không không còn làm là tổng bí thư 10 năm nữa, và có thể chọn cái đường là không còn đối kháng trong cái lực lượng của Tập Cận Bình cũng như tại trong lãnh thổ Việt Nam. Thì sau mấy nhiệm kỳ vừa qua, Nguyễn Phú Trọng đã tiêu diệt toàn bộ các cái thành phần đối kháng ông ta, và gần như ông có thể làm bao nhiêu, có ai nói Nguyễn Phú Trọng bao nhiêu nhiệm kỳ nữa không, có ai nói Nguyễn Phú Trọng bao nhiêu nhiệm kỳ nữa không, và Nguyễn Phú Trọng có thể làm vua tới lúc chết giống như Hồ Chí Minh. Và đó là tình trạng xảy ra tại Trung Cộng y chang đi xem tin Tập Cận Bình chơi sách nào thì Tổng Bí thư Việt Nam cũng chơi sách đó. Thưa quý vị, đó là cho nên Hồ Cẩm Đào đã bị giằng mặt trước Đại hội Đảng. Không có một người nào, kể cả Lý Khắc Cường, bao che chống đỡ được cho ông Hồ Cẩm Đào. Cho nên khi đi ra, anh kỹ lần trước có nói chuyện là trên đường bị dắt đi ra thì Hồ Cẩm Đào có vỗ vai Lý Khắc Cường, thì vỗ vai đó không biết nói câu gì, nhưng mà anh em dịch như thế này nè: ráng đi con, trước sau gì mày cũng chết. Thì có nghĩa là cái số phận của những phe thân Giang Trạch Dân, thân Hồ Cẩm Đào đã bị loại trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Cộng qua cái đại hội đảng lần này. Đó là chuyện thứ nhất. Nhưng cái điều lớn hơn chuyện đó đó, lớn hơn chuyện đó thì là hai khuynh hướng kinh tế. Hồ Cẩm Đào là chủ trương mở cửa. Cái chiến thắng của Hồ Cẩm Đào được dân chúng thương mến đó, là Hồ Cẩm Đào mở cửa, open up kinh tế thị trường, và nhờ đó
thì đất nước của Trung Cộng đã có những bước tiến rất là nhảy vọt trong thời gian của Giang Đại Dân và Hồ Cẩm Đào. Được không? Nhưng mà tới thời của Tập Cận Bình hiện nay là đang đang đóng cửa khép cửa lại, thực hiện cái chương trình trái ngược với Giang Đại Dân và Hồ Cẩm Đào, là nền kinh tế Trung Cộng tự túc, tự survival, tự tiêu, tự tự sản xuất và tự tiêu lấy. Thì bây giờ phương Tây đang đóng cửa Hồ Cẩm Đào, đóng cửa Tập Cận Bình, Mỹ hạn chế Tập Cận Bình và đánh thuế má cao. Ở tại Á Châu, Tập Cận Bình cũng gặp khó khăn. Cho nên chính sách về xâm lược ra bên ngoài, mặt quân sự và đóng cửa tự túc kinh tế của Tập Cận Bình đang đi ngược lại toàn bộ chính sách của 20 năm trước đó của Giang Đại Dân và Hồ Cẩm Đào. Cho nên ông Tập Cận Bình không muốn nhìn thấy ông Hồ Cẩm Đào đấu tố chính sách của mình trước đại hội đảng, và cho rằng Tập Cận Bình đang lèo lái đất nước đi sai lầm. Cái điều nữa thứ ba chúng tôi nói với quý vị ngày hôm nay là bản tin của Yahoo News trên trang Breaking News của Yahoo ngày hôm nay sáng sớm bước ra là gì? Là cái nền kinh tế sau khi cú mà đối xử với Hồ Cẩm Đào như vậy thì cái cơn lạnh xương sống nó xảy ra trong tất cả các giới đầu tư của quốc tế vào thị trường Trung Cộng. Có nghĩa là Trung Cộng trở lại thời kỳ cai trị nền kinh tế. Từ trong nước, công ty mà Alibaba của Lý Mã gì đó, nhà tỷ phú số 1 của Trung Cộng, bây giờ cũng đang bị thanh trừng. Và thưa quý vị, các hàng loạt công ty của Trung Cộng đang bị dòm ngó và bị chăm sóc, và có thể chấm dứt cái gọi là tư bản tư nhân tại đất nước Trung Cộng. Cho nên các nhà quản trị, các nhà giàu Trung Cộng tìm cách tháo chạy và tìm cách đi ra ngoài quốc nhiều, bán công ty ra ngoài quốc nhiều. Do vậy, người ta dự đoán là kinh tế Trung Cộng sẽ sụp đổ, và như vậy cái thị trường chứng khoán Trung Cộng xuống bao nhiêu quý vị không? 6.000 tỷ Mỹ Kim chỉ từ cú đánh, từ cú giác độ của ông Hồ Cẩm Đào ra khỏi cuộc họp cho đến ngày hôm nay. Có khi một tuần trước anh chị nói, tuần nay Nguyễn Xuân Nam thưa quý vị, chỉ trong một tuần nền kinh tế Trung Cộng rớt xuống 6.000 tỷ Mỹ Kim. Tôi nói là 6.000 tỷ Mỹ Kim, thì cái đó so gì với một vài chục tỷ Mỹ Kim mà Mỹ viện trợ cho Ukraine. Đóng thui. Cho nên cái nền kinh tế Trung Cộng đang đứng trước sự suy sụp, và địa ốc suy sụp, và các công ty suy sụp, và nhà nước đang suy sụp. Và cái đồng tiền nhân dân tệ rớt xuống thấp nhất, mất giá trị thấp nhất trong lịch sử 16 năm vừa qua. Kinh khủng hơn một cú dẫn Dạ. độ. Một cú dẫn Vâng. độ Hồ Cẩm Đào để chấn động của thị trường chứng khoán, chấn động thị trường tiền tệ và chấn động thị trường kinh tế, nó kinh hoàng như vậy. Và đã mở một cuộc chiến đối đầu giữa cựu tổng bí thư và tổng bí thư, giữa các đảng viên già bị đá ra khỏi cuộc chơi và đảng viên trẻ, và cái thế lực nằm ở các đảng, ở nằm các tỉnh vẫn còn chống đối rất nhiều. Ngày mai như thế nào của Trung Cộng chưa biết chắc, kinh tế, chính trị chưa biết chắc. Đó là tóm lược một vài tin tức mà chúng ta tổng hợp từ đó. Và cái điều này nó thêm cái điều đặc biệt đó. Vậy cái việc hiện nay bắt Trương Mỹ Lan, công ty Vạn Thịnh Phát tại Việt Nam, người ta lưng vào trường hợp này là cánh của Tập Cận Bình phối hợp với cánh của Nguyễn Phú Trọng tiêu diệt những cái tập đoàn chân rết của cánh của ông cựu Bộ trưởng Bộ Công an của Trung Cộng, và cái cánh của phe Giang Thị Dân, Hồ Cẩm Đào, và cái Bộ trưởng, cựu Bộ trưởng Bộ Công an đã bị thất chức trước cái bàn tay của Tập Cận Bình. Cho nên chúng ta, nguồn vốn của Vạn Thịnh Phát, của Trương Mỹ Lan nằm ở đâu? Nằm từ người chồng Trung Quốc, nằm từ phe cánh Trung Quốc, và làm cái phe đang bị sụp đổ, bị lực lượng của Tập Cận Bình bao vây. Thì Tập Cận Bình ra lệnh cho Nguyễn Phú Trọng tấn công vào tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Việt Nam. Và kể cả những ông cựu tổng, cựu bí thư thành ủy Sài Gòn, người gốc Hoa cũng đang nằm, có thể bị rơi vào nhà đá. Và họ lật luôn cái con nữ gián điệp ca sĩ Lý Nhã Kỳ đi ra luôn. Cái mắt xích của tập đoàn của
Hồ Cẩm Đào, Hồ Cẩm Đào và Lý Khắc Cường, Giang Trạch Dân và các nhà tài phiệt giống của Bộ trưởng Bộ Công an á, chạy đua cái vòi để sang Việt Nam, sang Sài Gòn á, sang Việt Nam á, đang bị liên lụy, và Nguyễn Phú Trọng, Tập Cận Bình đã phối hợp với Nguyễn Phú Trọng để mở trận đánh này tại Việt Nam. Quý vị, rất kinh hoàng động địa. Thì nhưng mà cuộc chơi đến hiện nay, nếu trên cơ thì Tập Cận Bình trên cơ đang cầm trong tay những cái con át chủ bài, vì những vị quan trọng trong Bộ Chính trị, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Cộng. Nhưng mà thưa vị, cái cán bộ già bảo thủ và ủng hộ hai triều đại trước của Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào không phải là không còn, thì cuộc chiến nó còn khá phức tạp, chưa biết bên nào sẽ cắn bánh nào trong những ngày sắp tới. Chúng tôi chờ quý vị, chúng tôi cùng quý vị chờ đợi để hé mở tập tới của cái cuộc chiến nội bộ Trung Đảng Cộng sản Trung Cộng và Trung Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào. Và chúng ta thấy cái mối quan hệ giữa hai đảng cộng sản này nó rất là gắn bó. Chúng ta sẽ tiếp Vâng, tục. thưa anh Nam, trước khi chúng ta nói lời tạm biệt thì thưa anh có nhận xét nào về vấn đề chuyến đi của ông Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đi qua thăm ông Tập Cận Bình trong lúc này? Có phải đó là ông muốn nhắn nhủ cho phe Nguyễn Tấn Dũng hoặc bất cứ thế lực nào đang đối đầu với sự mà muốn tái chức nhậm chức gì của ông Nguyễn Phú Trọng, muốn gia hạn thêm chức tổng bí thư này nọ đó, thấy cái gương của Trung Cộng đó mà hãy hãy bỏ từ bỏ những cái đối kháng ở trong đối ông Nguyễn Phú Trọng không, thưa anh, trong chuyến đi này của Tôi ông Nguyễn nghĩ Phú? điều này rất rõ nè. Khi mà chuyến đi này cho thấy rằng nó có nhiều vấn đề lắm. Cho thấy rằng Nguyễn Phú Trọng đứng cùng với Tập Cận Bình, cùng phe đàn em Tập Cận Bình. Như vậy khi mà đàn em Tập Cận Bình, có nghĩa là Tập Cận Bình 3 nhiệm kỳ thì Nguyễn Phú Trọng 3, 4, 5 nhiệm kỳ. Và anh hai anh chàng này thay nhau ngồi ngồi lì, chả ai làm gì nhau hết. Và nếu cái đà này thì Nguyễn Phú Trọng sẽ chết trong lúc làm Tổng Bí thư, và không nhường cho ai hết. Anh thấy các giới ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đó, họ biết được cái điều đó, họ đánh hơi điều đó, cho nên ai dám tranh chức của Nguyễn Phú Trọng không? Có ai Đúng. dám tranh chức của Nguyễn Phú Trọng? Nguyễn Phú Trọng là cái bàn tay sắt, bởi đằng sau vụ đó còn có Tô Lâm, còn của này nọ, thì của Bộ Công an lại còn không đế chế của Trung Cộng đứng sau lưng nữa, thì ai dám đụng tới Nguyễn Phú Trọng? Cho nên tôi có thể nói trở lại này, thời đại của Nguyễn Phú Trọng là không có luật, không có lệ mẹ gì đó, không có 65 tuổi, không có gì đồ đơn, và ông sẽ ngồi chỗ đó tới lúc ông chết mà thôi, và không ai dám tranh giữ chức của ông cả. Và cái đất nước Việt Nam thì nó vẫn không thoát ra được cái bàn tay bắt trị Bắc Kinh. Và thưa quý vị, cái chuyện mà họ nương nhờ của Mỹ rồi để kiếm ăn kinh tế thôi, chứ còn thực sự ra thì ngoài vấn đề kinh tế thì họ lệ thuộc ở Trung Cộng 100%. Thưa anh, tôi ngừng tại đây. Thưa anh, như vậy cái vấn đề mà con của Nguyễn Dũng được đề bạt lên mà ủy viên trung ương đảng này nọ, nó cũng chỉ là một hình thức thôi, chứ nó cũng không tạo nên thế lực để mà Nguyễn Tấn Dũng trở lại chiến trường, thưa anh. Tôi không nghĩ Nguyễn Tấn Dũng có đường trở lại. Và các đứa con Nguyễn Tấn Dũng đó, thì vẫn còn cái thế lực để tạo một số chỗ đứng các bộ tổng cục không quan trọng. Còn những cái bộ, cái chỗ quan trọng không dành cho những cái gia đình của Nguyễn Tấn Dũng nữa. Và gần đây cái chuyện mà đứa con gái của Nguyễn Tấn Dũng mà nhập quốc tịch tại Mỹ này đó, thì có thể cho biết rằng ông Dũng cũng bản thân ông cũng bế tắc, không còn đường đi nữa ở trong nước, cho nên chấp nhận con gái có nhập quốc tịch. Và có thể mai chiều Nguyễn Tấn Dũng xin gia nhập cộng đồng người Việt hải ngoại với sự hòa lãnh đứa gái thì sao? We don't know. Đôi khi năm năm tha năm nữa ông Ngô Kỷ đi ra bên xa ăn phở, ủa thấy nào sao giống giống Nguyễn Tấn Dũng vậy? Hỏi có phải anh biết anh em Dũng không? Nói giờ tôi Nguyễn Tấn Dũng. Ủa anh qua lúc nào vậy? Tôi theo con gái nữa, tị nạn rồi. We don't know. Quý vị thấy con của Nguyễn Trung Phúc, cái mặt trận bây giờ cái cô mà đào
cái cô đào Lý Nhã Kiền. Bây giờ quý vị thấy nó khui ra từ Nguyễn Xuân Phúc ăn nằm với Lý Nhã Kiền, chủ tịch nước ăn nằm với gì, và nó khui ra là gì, là kể cả một số ủy viên bộ chính trị khác cũng ăn nằm với Lý Nhã Kiền. Và theo báo chí trong nước đó, thì họ khui ra dưới cái hầm ở nhà Lý Gia Kỳ là các kho đô la, tiền vô số kể và gì nữa, là các kho vũ khí vô vàng, là Lý Gia Kỳ là một con bài chính trị lặn sâu của tình báo Trung Cộng, lặn sâu trong cái chế độ Việt Nam. Thì bây giờ nó liệt kê ra không biết đúng hay sai, chúng ta không kiểm chứng, nhưng cả chục ông trung ương á đều trải qua cô đào Lý Gia Kỳ này kinh khủng. Thì mà khi mà ông Trọng ông lật cái bài này để ông chơi á, thì theo cái lệnh của Tập Cận Bình là đúng, nhưng mà nó gây cơn mà rợn tóc gáy, tất cả ủy viên trung ương ai dám nhìn tới chức vụ của ông ở trên bài danh, ông sẽ ngồi đó tới vĩnh viễn và viễn, đến lúc ông tắt thở thì mới trao chức vụ tổng bí thư cho lại. Và cũng như Tập Cận Bình, Nguyễn Phú Trọng làm cú dance quyền lực. Và cái điều quan trọng nữa, tôi nói điều này với Việt Nam, bởi vì read my lips, hãy để ý miệng tôi. Nếu Tập Cận Bình đóng cửa và tiêu diệt thành phần tư sản trong nước, bế quan tỏa cạn trở lại, reverse chính sách của Giang Đại Dân và Hồ Cẩm Đào, trực tiếp chứng minh cho quốc tế tôi giật anh Hồ Cẩm Đào như vậy đó, các anh coi chừng, thì Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ làm ý như vậy. Và trong một ngày rất là gần đây, không tới 6 tháng tới, Việt Nam sẽ siết chặt lại các đại gia tại Việt Nam. Và bây Vâng. giờ nghe tin rằng Phạm Nhật Vượng, tỷ phú, cũng đang bị sờ tổng gáy rồi. Và như vậy sau một loạt các Trịnh Văn Quyết, rồi là Tân Hoàng Minh, rồi Lý Nhã Lý, với bà Trương Mỹ Lan. Trương Mỹ Lan, thì còn bao nhiêu người nữa thưa quý vị, bị tất cả đều bị siết chặt hết. Và cái này không có lạ, chúng ta nhìn thấy bên Trung Cộng là gì, Alibaba tập đoàn lớn nhất và các tập đoàn khác đang bị siết chặt. Và bao lâu rồi quý vị nghe ông Mã của Alibaba có lên tiếng nói, ông đã im lặng mà không biết sinh tử sống chết như thế nào, và nghe nói ông từ chức cái chủ tịch của tập đoàn Alibaba rồi. Cho nên làm kinh tế thì quý vị, nếu tôi đoán đúng thì quyền read my lips trong vòng một năm là tối đa, và nửa năm sắp tới thôi, quý vị sẽ nghe Vâng. Nguyễn Phú Trọng siết lại trong nước sẽ như thế nào. Phúc cho những ai đã rời khỏi Việt Nam, trong đó có Ngô Kỷ, Nguyễn Xuân Nam và quý vị. Dạ. Vâng. Người ta sống trong hồi hộp, rất hồi hộp anh. Rất Tôi liên hồi lạc hộp. về trong. Vừa rồi có cái chuyến mà anh nói người ta đi qua đâu đó rồi trăm người mất tích thì vậy đó hả? Anh có nghe vụ đó không ạ? Tôi Ở chưa nghe anh, tôi chưa nghe. có 100 người đã qua Đại Hàn rồi vậy đó, họ đi qua đó họ trốn luôn rồi bây giờ đi đâu tiêu này nọ đó. Vâng, thì anh theo dõi tin tức đang cần tới có thể anh chia sẻ. Tôi sẽ theo dõi nếu có gì. Cả 100 người, cả 100 người trong chuyến đi đó. Vâng, ok, Thì chúng ta có thể nói lời tạm biệt bữa nay phải không ạ? Và thưa, cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị. Cảm ơn anh Kỷ. Chúc anh cuối tuần vui vẻ và một tuần vui vẻ nha anh. dạ, anh cũng vậy. Dạ, kính chào quý vị. Giám sát viên Cindy Chavez của quận Hạt hứa xây trung tâm phục vụ cộng đồng Việt Mỹ và đã giữ lời. Đây là trung tâm phục vụ đầu tiên lớn nhất Hoa Kỳ. Không những vậy, bà đã giữ cho chúng ta được an toàn trong cơn đại dịch với các địa điểm xét nghiệm và thuốc tiêm ngừa. Bà đã tranh đấu cho chúng ta có được nhà cửa với giá cả phải chăng và công việc có lương cao. Cindy Chavez là đồng minh đích thực của chúng ta, đã luôn đề cao di sản văn hóa. Hãy bầu cho Cindy Chavez vào chức vụ thị trưởng, người đã luôn tranh đấu cho chúng ta.